Thưa quý vị, thời điểm này nông dân trồng điều tại huyện Xuyên Mộc đang bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết khiến điều cho sản lượng thấp, cùng với đó giá điều đầu vụ đang ở mức thấp khiến cho không khí vụ thu hoạch khá ảm đạm. Theo nông dân trồng điều tại huyện Xuyên Mộc, vụ thu hoạch năm nay năng suất điều ước giảm từ 40 đến 50%, thậm chí có vườn giảm đến 80% so với vụ năm ngoái. Nguyên nhân là do thời điểm cây điều ra hoa gặp mưa trái mùa và sương muối nên hoa điều bị cháy khô, dẫn đến tỷ lệ điều đậu trái không cao. Khó khăn càng chồng chất khi giá điều đầu vụ đang được thu mua chỉ ở mức 22.000 đồng một ký, giảm khoảng 3.000 đồng so với năm ngoái. Huyện Xuyên Mộc có hơn 1.800 hectare điều, tập trung chủ yếu tại các xã Hòa Hưng, Hòa Bình, Bào Lâm, Xuyên Mộc. Trong khi chi phí đầu vào tăng cao, nhưng điều lại mất mùa và giá thấp, nên nông dân trồng điều đang thua lỗ nặng.